Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học bài số 3 của Unit 8, Lesson 3, Song. Trong buổi học này, chúng mình sẽ được tham gia những hoạt động hát rất là thú vị. Vậy thì, không còn chần chừ gì nữa, chúng mình cùng nhau bắt đầu buổi học ngày hôm nay với phần số 1 nhé. 1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Nhắc lại. Trong phần 1 này, chúng mình sẽ được học 3 cụm từ mới. Các con chú ý lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Watch the car. Watch the car. Các con nhìn tranh và đoán xem từ watch the car nghĩa là gì nhỉ? Chính xác, đó là rửa ô tô, car, ô tô và watch, rửa. Tiếp tục, bức tranh số 2. Brush my hair. Brush my hair. Các con nhìn tranh và đoán xem cụm brush my hair nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, nghĩa là chải tóc. Hair, tóc, brush, chải. Và cụm cuối cùng, take photos. Take photos. Nghĩa là chụp ảnh. Đúng rồi. Các con có thích chụp ảnh không? Do you like taking photos? Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại 3 từ này một lần nữa nhé. Wash the car. Brush my hair. Take photos. Các con làm rất tốt. Bây giờ cô Huyền sẽ mở file nghe. Các con nghe và chỉ vào bức tranh tương ứng nhé. Listening 97. Listen and point. Washing the car. Brushing my hair. Taking photos. Brushing my hair. Taking photos. Washing the car. Listen and repeat. Bây giờ, cô mời các con nghe và nhắc lại. Washing the car. Washing the brushing car. My hair. Brushing my hair. Taking photos. Taking photos. Các con đã nhớ hết 3 cụm từ ngày hôm nay chưa nào? Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau thực hành hỏi và trả lời với 3 cụm từ này. Trước tiên, cô sẽ hỏi: bạn đang làm gì thế? Và con sẽ nói: tôi đang rửa xe, tôi đang chải tóc và tôi đang chụp ảnh nhé. Bắt đầu thôi. What are you doing? I'm washing the car.
Các con có đặt câu đúng không nào? Mời các con nhắc lại theo cô. I'm washing the car. Bức tranh số 2. What are you doing? I'm brushing my hair. I'm brushing my hair. Bức tranh số 3. What are you doing? I'm taking photos. I'm taking photos. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau thực hành nói với ba cụm từ này rồi. Bây giờ, các con sẽ chuyển sang phần bài số 2. 2. Listen and sing. Nghe và hát. Trước tiên, cùng mời các con lắng nghe bài hát này nhé. Listening 98. Listen and sing. Getting ready for the party. I'm getting ready for the party. My cousin is coming too. I'm brushing my hair. I'm wearing a tie. My family has lots to do. Mom's making cakes for the party. Dad is washing the car. My sister is taking lots of photos. How excited we all are. Như vậy, chúng mình vừa mới lắng nghe một bài hát rất là thú vị. Bây giờ, cô Huyền mời các con nhìn vào phần lời của bài hát. Chúng mình cùng đọc phần lời bài hát với cô nhé. Getting ready for the party. Sẵn sàng cho bữa tiệc. I'm getting ready for the party. Tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc. My cousin is coming too. Anh họ của tôi cũng sẽ đến. I'm brushing my hair. Tôi đang chải tóc của tôi. I'm wearing a tie. Tôi đang đeo cà vạt. My family has lots to do. Gia đình tôi có nhiều việc để làm. Mom's making cakes for the party. Mẹ đang làm bánh cho bữa tiệc. Dad is washing the car. Bố đang rửa xe ô tô. My sister is taking lots of photos.
Chị của tôi đang chụp rất nhiều ảnh. How excited we all are. Chúng tôi mới hào hứng làm sao? Như vậy, chúng mình vừa mới đọc lời bài hát này rồi. Cô tin rằng bây giờ các con đã có thể hát theo trôi chảy hơn cái bài hát này. Như vậy, lượt nha số 2, cô mời các con hát thật to nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Listening 98. Listen and sing Getting Ready for the Party. I'm getting ready for the party. My cousin is coming too. I'm brushing my hair. I'm wearing a tie. My family has lots to do. Mom's making cakes for the party. Dad is washing the car. My sister is taking lots of photos. How excited we all are. Như vậy, chúng mình vừa mới lắng nghe và hát theo ca khúc rất thú vị này. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lời bài hát này thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có thể đọc trôi chảy được phần lời bài hát này nhé. Các con sẵn sàng chưa? Ở lượt đọc thứ hai, chúng mình sẽ đọc nhanh hơn và trôi chảy hơn. Chúng ta bắt đầu thôi. Getting ready for the party. I'm getting ready for the party. My cousin is coming too. I'm brushing my hair. I'm wearing a tie. My family has lots to do. Mom's making cakes for the party. Dad is washing the car. My sister is taking lots of photos. How excited we all are. Như vậy, trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã được tham gia hoạt động hát rất thú vị. Đồng thời, chúng mình cũng học thêm ba cụm từ mới. Đó là, cô mời các con nhắc lại cùng với cô nào. Watch the car. Brush my hair. Take photos. Các con về nhà ôn tập lại
ba từ vựng này nhé. Đồng thời, các con ôn tập cấu trúc câu hỏi. Bạn đang làm gì? Cô ấy đang làm gì? Anh ấy đang làm gì? Và cấu trúc câu trả lời của thì hiện tại tiếp diễn. Đã đến lúc nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau. Goodbye everyone and see you later. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.